tiên phong trong một lĩnh vực chưa có ở Việt Nam. Dù không có đối thủ cạnh tranh trong nước, công ty Rồng Á Châu hiện là một thương hiệu mạnh trên thị trường Mỹ và Úc. Tự động hóa có thể giảm được 60% nhân công vận hành. Với phương châm chất lượng là hàng đầu, nên tất cả các kho hàng của IDC trước khi sản xuất và xuất xưởng đều được kiểm soát rất là nghiêm ngặt và chặt chẽ.